Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhấn đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mẫu quần M65 nhé, mẫu quần dằn M65. Hàng này là hàng của Nhật sản xuất nhé, hãng Alpha của Nhật nhé, hãng Alpha làm bên Nhật. Đây là hàng của Alpha 100% cốt tông nhé, cực kỳ đẹp. Mẫu này mẫu quần M65 nhé, có cả cái dây rút đùi ở trong túi này, cái này mình bỏ ra thì không thích thì mình cho vào này, dây bó đùi này, dây rút ống đầy đủ nhé, dây rút ống là dây dù rồi móc rất là xịn luôn. Hàng Nhật may đường kim mũi chỉ, mọi người yên tâm, các con bọ của nó cũng rất là chắc chắn đẹp. Cái hàng M65 này là của hàng của hãng Alpha, do thị trường Nhật sản xuất nhé. Em có hai size cho mọi người, nó là size small và size medium nhé. Size small thì nó là bụng 80, co căng hết cỡ được 82, 78, 80, 82 có thể mặc được cái bụng này này. Dài quần 102 nhé, quần này dài 102, có dây rút ống đầy đủ, túi là có cúc bấm này, đấy, túi có cúc bấm, quần M65 nhé, đây là quần M65 của hãng Alpha, cực kỳ đẹp, chất vải cực kỳ xịn, chất vải của nó rất là lì nhé, chất vải rất là đanh, chất vải caro nhé, đấy, rất là đẹp. Cái này của nó là khóa đồng, khóa kéo đồng nhé, khóa kéo đồng IKK đó. Hàng này em bao chất cho mọi người, mặc cực bền, cực đẹp, form dáng thì nó như hàng cấp phát quân đội luôn. Cái này của nó là bụng 80-82, dài 101-102, nó là tương đương với size small short đấy. Ống của nó là 25 nhé, ống quần của nó 25, ống dưới cùng là 25 nhé. May đúng form của cấp phát quân đội ấy. Nhưng đây không phải hàng cấp phát quân đội, đây là hàng của Alpha thời trang sản xuất tại Nhật. Đó, em đảm bảo cho mọi người như vậy. Giá em bán một chiếc quần này, đây là size medium, giá em bán một chiếc quần này giá là 800.000 nhé, 800.000 một chiếc quần này, 800.000 một chiếc quần này. Size small là bụng 80-82, 78-80-82 mặc được vì nó có tăng đơ nhé. Dài của nó là 101-102, size small short ấy. Size medium này thì bụng của nó là 88-90. Đây phải cài cúc vào thì nó mới chuẩn. Size medium này của nó là bụng 88-90 và 92 nhé, 88-90-92, 45-46 này đấy. Dài quần, cái này dài quần chắc cũng chỉ 105-106 thôi, nó tương đương một size medium regular, dài 105 nhé, bụng 88, bụng 88-90-92 là mặc được cái quần này, có tăng đơ dây rút đầy đủ nhé, dây rút ống đầy đủ, tăng đơ đầy đủ, tăng đơ bằng đồng nhé. Tăng đôi bằng đồng, khóa đồng. Dây rút ống là dây dù to nhé, mọi người yên tâm, hàng xịn đẹp. Đường may thì con bọ của nó mọi người nhìn, cực kỳ chắc chắn nhé, cực kỳ đẹp. Đó, những con bọ của nó may thì mọi người yên tâm, đẹp xuất sắc luôn nhé. Em có hai size cho mọi người, size small và size medium. Anh nào vừa size nào liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Giá em bán một chiếc quần này là giá 800.000 nhé, 800.000 một chiếc quần này, hãng Alpha sản xuất. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một chiếc áo size kịch độc. Chiếc áo này là cực kỳ hiếm nhé, size này hiếm hơn cả small short luôn. Size này small x short, độ mới của nó là 98%, small x short nhé,
small short, tức là người cao từ 1m58 đến 1m65 mặc là đẹp nhé. Tức là dưới 1m65, anh nào dưới 1m65 mặc thì sẽ đẹp cái áo này. Và size small short thì tầm 55 cân cho đến 65 cân, 55 đến 65 cân. Và cao từ 1m65 quay về, 1m65 quay về đấy nhá. Size small short, hàng cực VIP, cực đẹp, độ mới cao, sản xuất năm 1999. Độ mới cực cao nhá, không có lỗi lầm, không đủ rách gì ạ. Không có lỗi lầm, không đủ rách, miếng dán còn ok nhá. Đó, rất là đẹp. Dây rút dưới này. Dây rút dưới đầy đủ này. Dây rút trên cho mọi người đầy đủ này đó. Vừa đến đâu thì mọi người co vào đấy. Size small short thì nó chỉ dài tầm 70 đấy. Mũ đầy đủ nha, để em đo xem mà. Để em đo em cái áo này nó dài bao nhiêu. Dài chính xác là 70 nhé. Dài chính xác là 70. Thì cứ 1m65 quay đầu sẽ liên hệ với em cái áo này thì nó là xuất sắc luôn. Vai của nó là vai 50 nhé. Dài 60, vai 48, 50. Và độ mới của nó thì là 98%, không có lỗi lầm, không đủng rách. Mũ đầy đủ nhá, dây rút đầy đủ, ok. Khóa trơn tru, đẹp. À, cái áo này em bán là 1.200.000 nhá. 1.200.000. M65, sản xuất 1999 nhá. Đó. Tiếp theo sẽ lên một chiếc áo này nữa. Tiện đây lên luôn một chiếc áo. Cái áo này là size small short nhá. Small short thì phải cao từ 1m63 cho đến 1m68. 1m63 đến 1m68, nặng 58 đến 68 cân. 58 đến 68 kg nhá. Đó, cao 1m63 đến 1m68, nặng 58 kg. Độ mới chiếc áo này 95-97%. Không lỗi lầm, không đủng rách. Đẹp xuất sắc, màu còn nguyên. Màu còn rất đẹp nhá, màu còn nguyên luôn, chưa bị xuống màu. Chiếc áo này giá em bán là 1.000.000, không có lỗi lầm gì nhá. Giá 1.000.000, size small short. Giá 1.000.000. Khóa rồi dây rút đầy đủ ạ. Mũ này. Mũ này, đó. Dây rút này. Trên dưới đầy đủ mọi người nhá. Giá 1.000.000 cái chiếc size small short này. Chiếc áo này sản xuất năm 1986 nhá. 1986. Rồi, ok. Anh nào vừa chiếc nào và yêu thích chiếc nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo.